Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Sáng mấy anh em cũng mới thức nha bạn. Giờ chắc mình tranh thủ mình dọn đồ để mấy anh em đi thăm câu nha bạn. Hôm chuyển ầm ầm mà nhờ hên là không có mưa. Giờ mấy anh em gom đồ xuống vỏ hết rồi mình chạy qua bển mình thăm câu rồi mình chạy về luôn các bạn ơi. Mấy anh em mới dọn đồ xong các bạn, mình dọn hết xuống vỏ rồi các bạn ơi, rồi mình chạy qua bển mình thăm câu xong rồi chạy về nhà luôn chứ không có quẹo ra đây nha các bạn. Đấy, đoạn đường đây vào bển cũng hơi xa. Còn thiếu gì không nha? Còn thiếu chỗ ngủ. Cái dao. Cái dao bỏ đâu nha. Rồi rồi, coi trong đó rồi. Nó dao chưa? Đang qua chặt cây á. Chứ mình nướng cá. Rồi. Có chưa? Rồi xong. Giờ mấy anh em xuất phát coi. Qua bên chỗ mình cắm câu nha các bạn. Qua đó mấy anh em thăm câu xong rồi chạy về. Mấy anh em tới chỗ thăm câu nha các bạn. Sáng mấy anh em thăm 10 cuốn cần về luôn. Nước giật quá giật. Nhái hỏng lên trên hết rồi. Tại hôm nước lớn mình dời lên á. Sáng nước rộng mà. Cá nằm trên bờ. Nhá không đụng nước. Thì dính nhá dính cá hôm thôi. Chứ sáng này thua rồi. Nhá nó nằm tuốt trên bờ luôn. Cái chân rồi không đụng nước nữa sao cá táp. Nước rộng nước lớn. Tối thì nhái nổi phình ha. Nhái nằm tuốt trên. Còn bộ xương, bộ xương. Quắt không ạ? Nhá này còn cũng còn bộ xương không? Tối thăm hai giác có được hai con cá lóc, hai con
ít. Sáng nay chưa thấy gì hết nha. Có dính cũng treo mỏ hết ha. Cần thấy thẳng tưng không? Ớt bự chà bá luôn kìa. Ôi rồi. Quá thế ớt. Tổng 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 tổng. Quậy dữ rồi. Quá thế. Ngồi cục em gô thấy con dây thẳng thẳng. Ôi ôi là to. Mấy ớt già không tha bên đây. Là tối. Hai con chà bá sáng nay con này còn già dữ nữa. Cóc càng luôn. Hôm hôm nữa. Con này tới một chuyện luôn. Dính gần à. Thôi. Nãy giờ anh gỡ gần. Được không? Tới ngắt. À, ngắt chà bá nha các bạn. Bàn tay luôn. Ngắt rồi, mưa bắt cặp sướng nha. Yeah. Vô lưng tưng với người ta rồi nha. Gắn làm hai ếch hai cái lóc giống hồi tối rồi. Xe của ai ta? Xe dập xuống. Điểm ngon quá thì không có. Càng thẳng tưng. Vàng ớt đầy quá xá trái à. Lốc hả? Lốc hả? Đúng không? Lốc hả? Em phải căng luôn nè. Lốc hả? Rồi, thấy còn ướt nha Thông. Nước còn đục nè. Khoan từ từ, từ từ. Nước còn đục nè. Còn ướt nhẹp kìa. Em còn ướt nhẹp luôn á. Lá nước còn văng tứ tung kìa. Cái đọt còn ít nhẹp kìa. Còn. 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 Bự luôn, bự luôn, bự luôn. Còn, còn. Bự luôn. Rồi, ghế lên, ghế lên thôi, ghế lên thôi. Nhỏ cần trước đi. Lên lên. Bự luôn. Bự luôn nha. Đó. Đó. Vô. Ngon 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 nha. Vô. Vô. Kỳ danh kỳ. Lên bờ đi. Nè nè nè. Bà ra lấy miếng tiền canh. Ra phải vậy chứ. Đã chưa, đã chưa. Ăn cá bự hôm nay. Ừ, gần mặn cá bự hôm nay. Dãnh kỳ, dãnh đuôi, dãnh nha. Sừng lông cọc.
cá đá nha các bạn. Ngon lành. Rồi. Ok. Hai cái đọt quéo luôn, phá. Đi lắm ngon. Rút từng, cá hôm á. Đằng cá sặc sặc cá rô cũng còn kìa. Trời ơi trong đây nè, trắng con ra chân nè. Cá chê luôn. Ô số 4 kìa. Chê cho bá luôn nè. Cá bị thuốc à, chết rồi bạn. Trắng con hơi dách nè luôn. Kìa cái cho trắng cho bá chỗ cái máy nè. Chết nhóc bây giờ. Thuốc gì trời. Mùa này thuốc cá trời. Lúa lớn gì mà thuốc chiến. Ổn gì. Trắng con. Hôm nay bắt dưới sức đợt hết luôn. Ừ. Chết ổn. Ôi lụm. Cái gì đây? Quả đọt nè. Nghe quậy nha các bạn. Ui cái lóc. Ôi cái lóc. Một em lóc. Sao con cá này nó quậy gì tơi tả vậy? Ô quậy bánh chảnh cho cây cho mình. Che hả? Che chưa. Che. Che. Cũng bằng con nhỏ hôm mà bự hơn con nhỏ hôm nữa à. Sáng nay tính ra vậy là ok rồi đó. Sao giống rồi, sao giống à, con ếch nữa giống hôm á. Con ếch đó là bằng con hôm luôn á. Mà bằng là chỉ số nó bự hơn đúng không nha. Đây số ếch cũng bự hơn đúng không luôn. Cái luôn có nó không có mà nhất nhiều quá. Đang từng đọt luôn. Đúng thế anh. Sắp rồi. Con cần này mắc nhái luôn. Hỏng lưỡi ở trên. Sáng nay cũng được hai em ngon lành nha các bạn. Bự hơn cá hồi hôm nữa. Con ếch cũng bự nữa. Hy vọng lần này làm con nữa ơi. Sáng ngày phải êm hơn tối chứ. Trong đó cái gì quận dưới ta, cá gì á, dưới gốc cây mát, cá quận, cái dồ quận, nhái nhảy lên khô. Như chỗ đó không cần. Em có cần còn nhé. Hai em im quá sao
có con dây lên trên cái ngọn cây luôn. Dây thẳng thẳng. Thất bại quá ta. Lưỡi máng như gốc cây. Gốc nấu cháo mà hai con sao đủ nấu. Cá này đúng ra là dính, không dính thôi, dính cá già không. Cá bự không đó. Nhái hỏng lên trên nè. Nói vô làm khúc đó hai em ngon lành quá. Loại này Trung Quốc ta. Không có. Năm số cần nữa cũng hết rồi. Rồi, sáng nay chắc được hai cá lóc với con ếch rồi bạn ơi. Cái này cắm câu hơi bị hiu nha. Mà hy vọng mình kiếm ơi lúc cái cần này lúc nè. Lúc à. Cần này lúc nè. Cần lúc là còn ướt đó. Thấy cái mồi tình hình này còn im nha. Còn. Còn dậy luôn. Dậy luôn. Mẹp cần luôn các bạn. Cái nhổ cần trước đi, nhổ cần lôi nó vô, nó nằm phía dưới lục bình mà. Lần lần á. Còn dãy là nó còn nằm đó. Nằm ngoài đó. Cây nè. Rồi lần lần ha, nó lôi. Rồi em ơi. Dây này nguy hiểm nha, lôi từ từ, đưa cái đít cần lên không. Ây trời ơi, vậy cục lục bình dân lên mắt luôn. Cái bự bự không ta? Lên bờ đi cho chắc. Cái bự không vậy? Bự à. Ngon hành à. Vô cái thế là hết sảy. Sợ nó vụt dây, đầu dây hả? Dây này dễ vụt. Rồi, được rồi. Sáng này cũng ấm rồi. Hơn là tối rồi đó. Ngon lành. Nó hơi ớn rồi chứ không thôi là mập bự bằng con đó luôn. Hai con đen thê lì luôn. Ở nước phèn. Còn mấy cần nó vớt cú chót. Đó cũng ngon đó. Mình đâu mà cắm ngon. Cá thường đứng lên luôn vậy. Cá chiên giật cá nhái. Cần đó đứng cần đứng luôn. Hai cần nữa. Hết rồi. Cần này cần bên đây nữa hết. Rồi, cần bên đây cũng đứng luôn. Giết được em ấy. Càng này càng cuối rồi bạn ơi. Quá trời, nguyên cái đoạn kinh lục bình. Hết hồn nha bạn. Này qua đây thả câu cá cha được. Câu cha với câu văn đâu thả nổi.
Con sau này cũng xịt xịt với con trước hả? Xịt nè, nhỏ hơn. Con nó hiểu. Ừ. Nhớ con trước. Con trước bự lắm. Con trước cho má hả? Con trước. Rồi, vậy là ngon lành. Con có nè. Bạn niệm hôm mà nghe là chỉ số là lắp nhiều hơn hết. Sáng nay là ngon hơn tối nha các bạn. Ba cá lóc con ếch. Thì tối mình thăm hai giác mà có hai cá lóc với hai ếch à. Giờ mấy anh em lội dài ra các bạn. Cũng có mấy cần sấy. Đáp như ái bánh. Anh em giờ tới nhà nha các bạn. Giờ đang dọn đồ luôn. Sáng thành quả cũng ok. Hai ba con cá lóc, con ếch, ba con cá cũng trọng trọng nha các bạn. Giờ tới nhà các bạn ơi, thành quả hôm nay được ba em lóc, bự bự không nha. Cũng okay luôn. Cũng có đầu con thịt xin nữa nhau không? Rồi con kia uống hơn. Thằng này dài hơn nè. Thằng này mà nó mặc một cái là bự luôn á. Con sau đó ha, con trước cái uống con này nè. Con sau nè, con này nó dài hơn có gan không? Con ếch cà ná. Rách cà bá lửa. Rồi. Nói chung là buổi sáng là ok rồi đó. Buổi tối hôm qua được hai con mà hai con nhỏ hơn hai con này. Con cá rộng lại các bạn. Chút nướng. Cá lóc chiên đang à. Thành quả lâu lắm rồi mấy anh em mới đi cắm câu nha các bạn. Cắm câu lại vậy là quá ok rồi. Chuyến trải nghiệm 24 giờ ở giữa ruộng của mấy anh em về tới nhà thành công. Tuy là tháng này hơi cực ăn nhưng mà được mấy cá lóc là ngon rồi. Là cắm mép bên kia, cắm mép bên kia thì ngon. Rồi thôi, video của chuyến trải nghiệm 24 giờ ở giữa ruộng của mấy anh em đến đây chắc Phương cũng xin kết thúc. Giờ xin chào các bạn. Chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.